Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của người tuổi Tỵ. Tháng 3 âm lịch của người tuổi Tỵ có tốt có xấu, bạn nên nhận ra được ưu khuyết điểm của mình là gì để có thể có hướng phát huy hoặc sửa chữa phù hợp, như vậy mới có cơ hội được cải thiện vận mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm tuyệt cho thấy sự nghiệp của bản mệnh dễ bị ngăn trở bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Bạn có thể vướng phải sự bon chen, giành giật của đồng nghiệp, đối thủ khiến cho công việc thêm phần khó khăn. Đáng mừng, so với sự nghiệp thì con đường tài lộc của người làm ăn kinh doanh có triển vọng hơn nhiều. Bạn có thể mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng triển vọng khiến cho mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Tử vi tháng 3 âm lịch cho thấy đường tình duyên đào hoa rực rỡ, bách việt soi chiếu khiến bạn nhanh chóng tìm được những đối tượng phù hợp với yêu cầu của mình. Còn giáp này, hãy mở lòng và thoải mái khi tiếp xúc với những người quen mới, biết đâu một trong số họ chính là người sinh ra để dành cho bạn. Trên đây là tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tỵ. Mời các bạn cùng Địch Nghề Tốt tiếp tục xem tử vi tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2021, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch tuổi Tỵ, sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ không gặp được nhiều điều thuận lợi là do nhiều yếu tố khác nhau. Dưới sự tác động của nguyên lệnh lâm tuyệt, bản mệnh dễ lơ là, chủ quan trong công việc, gây ra những nỗi lầm đáng tiếc phải tốn công sức để khắc phục. Khi mới được giao cho nhiệm vụ nào đó, bạn có thể cảm thấy rất hăng hái, nhiệt tình, nhưng càng về sau, khi hứng thú đã giảm bớt hoặc khi rắc rối bất chợt xuất hiện, bạn dễ nảy sinh sự chán nản, muốn buông xuôi hoặc cố làm nhanh nhanh cho xong, dẫn đến tình trạng đầu voi đuôi chuột. Nếu cứ duy trì trạng thái làm việc như vậy, bạn không những khó có thể thăng chức tăng lương mà còn dễ bị đánh giá thấp khiến cho lãnh đạo không vừa lòng. Vì vậy, hãy nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, không nên để việc này tiếp tục phát sinh. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng cần luôn chú ý đề phòng những kẻ ganh ghét, bon chen trong môi trường làm việc. Bạn không nên quá dễ tin người, nghe vào những lời xui khiến của kẻ khác, cũng không nên bị kích động bởi những lời khích tướng. Hãy tập trung vào giải quyết nhiệm vụ của mình trước khi quan tâm đến những vấn đề ngoài lệ khác. Với những người trẻ tuổi, quyền lệnh lâm tuyệt có thể khiến cho bạn dễ dàng cảm nhận được sự bấp bênh, thiếu vững chắc trong công việc mình đang làm. Thiếu kinh nghiệm khiến cho bạn thường xuyên ngập ngừng trước khi đưa ra sự lựa chọn hoặc thay đổi quá nhanh chóng, dễ dàng lạc mất phương hướng của mình đã đặt ra ngay từ đầu. Những lúc như thế này, bạn đừng ngại hỏi han xin kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Tin chắc rằng đối phương sẽ sẵn sàng đưa cho bạn một vài gợi ý hữu ích cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Tỵ, tháng 3 năm 2021 âm lịch, tài lộc. Ngược lại với những biến động không ngừng trong sự nghiệp thì con đường làm ăn kinh doanh của người tuổi Tỵ lại có những bước tiến khá rõ rệt. Bạn có thể kiếm được một khoản khá khá nhờ tin tưởng đi theo những lựa chọn ban đầu của mình. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch cho thấy bản mệnh có cơ hội được làm quen với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, giúp cho công việc làm ăn được đà phát triển nhanh chóng. Bạn nên nhân khoảng thời gian này để phát triển quy mô sản xuất kinh doanh hoặc mở rộng các mặt hàng của mình. Tin rằng bạn có thể kiếm được một khoản khá khá nếu có đường đi đúng hướng. Bên cạnh đó, một số người không ngại thay đổi, sẵn sàng từ bỏ những phương thức làm ăn cũ cũng sẽ tìm được cơ hội để phát tài phát lộc. Có thể con đường bạn đi sẽ không nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Song, nếu bạn cho rằng đó là chính xác thì hãy mạnh mẽ tiến tới, tin rằng công sức bạn bỏ ra bao nhiêu thì cũng sẽ thu về được bấy nhiêu. Tất nhiên, dù làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ phải chịu sự bon chen, giành giật của đối thủ. Sự cạnh tranh là tất yếu trong bất cứ ngành nghề nào, hãy coi đó là động lực để thúc đẩy mình phát triển, trở nên quá căng thẳng hay lo lắng bất an. Chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình thì dù kết quả đi chăng nữa thì bạn cũng có cảm thấy không hề hối tiếc. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch tuổi Tỵ, tình duyên. Chuyện tình duyên của người tuổi Tỵ có những bước chuyển biến rõ rệt trong tháng 3 âm lịch này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình thì bạn cũng sẽ sẵn sàng mở lòng để đón nhận những tin vui. Với người còn độc thân, nhờ có cát tình bách việt chủ đào hoa xuất hiện, bạn có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều đối tượng triển vọng. Thậm chí, bản mệnh còn không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen cũng sẽ có người chủ động đến với bạn. Khi nhận ra ai là người chân thành với mình, bạn cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương, như vậy thì mới mong nên duyên được.
Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên quá vội vàng đến với một người nào đó. Đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm, tìm hiểu với nhau. Nếu nhận thấy hai người có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới, như vậy sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn và va chạm về sau. Dưới tác động của ngũ hành tương sinh, quan hệ của các cặp đôi cũng có nhiều bước tiến triển vững chắc. Hai người đang ngày càng quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Thậm chí, những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống cũng là gia vị giúp cho hai người càng thêm gắn kết. Cùng nhau vượt qua thử thách, bạn sẽ càng thêm hiểu về người ấy và sẵn sàng cùng người ấy đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Đào hoa vương do Bách Việt đem lại cũng không gây ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều tin tưởng vào nửa kia của mình, biết giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Hai bạn chính là một cặp đôi lý tưởng đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch tuổi Tỵ, sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ không có gì đáng lo ngại trong tháng 3 âm lịch này. Đó có thể được coi là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bạn phải đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Vì có sức khỏe, hãy luôn cố gắng hết mình, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhất là khi bạn vẫn còn trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên cậy mình còn trẻ mà lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân, không quan tâm đến chế độ sinh hoạt của mình. Nếu giờ giấc sinh hoạt thiếu khoa học, ăn uống không cân bằng dinh dưỡng, bạn sẽ khiến cho sức khỏe của mình nhanh chóng giảm sút. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 3 năm 2021 âm lịch. Quý Tỵ, thủy, nam Vân Hán, nữ La Hầu, khẩu quyết, công việc nhiều sóng gió, chớ lơ là chủ quan khi làm việc. Quý nhân, thìn, hợi, tiểu nhân, mão, mùi, màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Ất Tỵ, hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu quyết, đào hoa nở rộ, được mọi người quan tâm để ý. Quý nhân, ngọ, hợi, tiểu nhân, dậu, thìn, màu sắc may mắn, tím, hồng. Đình Tỵ, thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu, khẩu quyết, sẽ sàng đổi mới, việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi. Quý nhân, mão, sửu, tiểu nhân, thần, mùi, màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Kỷ Tỵ, mộc, nam Vân Hán, nữ La Hầu, khẩu quyết, vợ chồng thấu hiểu, cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Quý nhân, tuất, thìn, tiểu nhân, hợi, dần, màu sắc may mắn, cam, đen. Tân Tỵ, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu quyết, sức khỏe bình ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Quý nhân, mùi, thân, tiểu nhân, ngọ, dậu, màu sắc may mắn, trắng, đen. Trên đây là tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của người tuổi Tỵ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.